Xin chào quý khán giả những người xem YouTube. Kim Yo Yong, người thừa kế tiềm năng của Kim Jong Un ở Bắc Triều Tiên là ai? Kính thưa quý vị và các bạn, dưới những đồn đoán về sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, sự tập trung đã chuyển sang người em gái khó nắm bắt của ông, người có thể là người nối tiếp để đảm nhận vai trò người đứng đầu triều đại Kim. Ngay cả tuổi của Kim Yo Yong cũng là một bí ẩn. Cô được đồn là 33 tuổi, Nhỏ hơn anh trai mình khoảng 4 tuổi và được cho là con út của cựu lãnh đạo Kim Jong-in. Lần xuất hiện công khai đầu tiên của cô là tại lễ tang của cha cô vào năm 2011. Kể từ đó, cô đã âm thầm làm việc trong nền tảng của chế độ Kim Jong-un, thậm chí đi cùng ông vào năm 2018 khi ông gặp nhà lãnh đạo Hàn Quốc Moon Jae-in trong hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa hai quốc gia. Rất gần đây, cô đã tham dự Thế vận hội mùa đông Pyo Chang Hàn Quốc, trở thành thành viên đầu tiên trong gia đình cầm quyền của Bắc Triều Tiên đến thăm khu vực kể từ khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Sau đó, cô tham dự bữa ăn trưa công khai với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Kim Yo-jong có thể sẽ là người phụ nữ đầu tiên cai trị Triều Tiên, nơi đã xây dựng thành trì hạt nhân của mình bất chấp phần còn lại của đất nước đang sống trong nghèo đói. Seoul liên tục phủ nhận rằng sức khỏe của Kim Jong-un đang trong tình trạng nguy hiểm, ngay cả khi những tin đồn và báo cáo truyền thông chưa được xác nhận cho thấy ông đang ở trong tình trạng thực vật sau khi trải qua phẫu thuật tim. Danh tiếng của Kim Yo Jong đã gợi ý rằng cô sẽ cai trị rất giống anh trai mình, người đã đại diện cho thế hệ thứ ba của gia đình họ lãnh đạo Triều Tiên. Trong một tuyên bố công khai hiếm hoi vào tháng 3 vừa qua, cô đã chỉ trích nhà xanh của Tổng thống Hàn Quốc vì đã thúc giục Triều Tiên ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong nỗ lực dập tắt căng thẳng trong khu vực. Kim yo Jong hiện đang giữ chức Phó Giám đốc Ủy ban Trung ương Đảng Lao động. Vào năm 2017, các quan chức Hoa Kỳ đã đưa cô vào danh sách đen vì vi phạm nhân quyền. Kim yo Jong từng cùng anh trai Kim Jong Un học ở Thụy Sĩ. Người phụ nữ này cũng đã xuất hiện trong cuộc bầu cử vào Quốc hội Bắc Hàn năm 2014. Sau đó, cô trở thành cánh tay phải của Kim Jong-un trong các sứ vụ ngoại giao quan trọng với Hàn Quốc. Và có mặt tại Hà Nội, Việt Nam tháng 2 năm 2019, cùng anh trai Kim Jong-un dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Liv Eric Aisley, phó giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Ewha Seoul, được báo anh chỉ lời nói. Chế độ Bắc Hàn là công việc của một gia tộc, nên Kim jo Yo Jong đã chứng tỏ năng lực hiện đại hóa thương hiệu của chế độ và có vẻ như nắm ngành tuyên giáo, vai trò quan trọng nhất của cô là được anh trai tin tưởng. Cũng một nhà quan sát khác, Leonid Petro từ Sydney, được trang The Guardian ở Anh trích thuật, nói rằng vì được anh trai tin tưởng, cô Kim Yo Jong giúp Kim Jong Un xây dựng hình ảnh tích cực khi giải quyết các vấn đề quốc tế. Nhưng việc Kim Yo jo Jong có thể lên thay khi ông Kim Jong Un có mệnh hệ nào hay không là câu hỏi khó trả lời. Các ý kiến từ Hàn Quốc tin rằng Bắc Triều Tiên là một xã hội trọng nam, bà Kim jo Jong-un cùng lắm chỉ có thể làm lãnh đạo tạm quyền chứ không thể lên nắm chức vụ cao nhất đất nước một khi Kim Jong-un không đủ sức khỏe hoặc qua đời. Su Ho-sin ngày 17 tháng 4 cho rằng em gái Kim Jong-un đã đảm nhận các trọng trách như là đặc sứ với miền Nam từ năm 2018 và gần đây là chỉ đạo chống dịch COVID-19 bà không chỉ là em gái kim jong un và có thể đã xây dựng được phe cánh quyền lực trong hệ thống nhưng để một phụ nữ trẻ lên nắm quyền trong cơ chế quyền lực khổng giáo trọng nam khinh nữ xem ra không đơn giản và mọi việc cũng phải được giới cầm quyền nhiều tướng lĩnh ở bắc triều tiên đồng ý chân thành cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi xin được hẹn gặp lại những video tiếp theo